Xin chào anh em. Đây đây là bàn tay vàng trong làng bốc biển. Hôm nay thì đến Trung Auto đậu xong cái bộ màn liền cam rồi. Anh em thấy không? Đây là số đỏ. Bốc được thôi chứ không có tiền. Và nếu như mà ăn chơi nữa thì anh em lấy cái bằng dính đen để dán vào đây. Dán vào đây. Thành 88888. Nhưng mà để mà 68868 này thì quá đẹp luôn. Đấy, quá đẹp. Cho một chiếc Xpander chắc là một trong những cái điểm cái biển mà đẹp nhất trong các dòng xe Xpander luôn. Đó. Bàn tay vàng luôn. Lá cờ Việt Nam luôn. Đây, cái biển mới này thì nó che phát là thành 8 hết luôn anh em ạ. Và tiếp tục thì những sản phẩm công nghệ cũng được trang bị trên chiếc xe này đây anh em. Camera phía trước này. Đặc biệt là trên chiếc xe Xpander này thì anh em nên độ thêm đôi bi gầm. Bởi vì cái bản mới có thêm cái đèn LED này nhưng mà nó cho đẹp thôi. Ánh sáng mà so cải thiện so với cái xe đời cũ thì không cải thiện là bao nhiêu. Đó. Do vậy thì cái trường hợp mà độ đèn mà tăng sáng ở chiếc xe này thì rất đơn giản thôi, anh em độ thêm đôi bi gầm 2-3 triệu gì đấy là ngon. Đó. Và đặc biệt thì anh trai này cũng cực kỳ cẩn thận. Độ cái hệ thống cam 360 rồi nhưng mà vẫn cẩn thận là làm thêm cái cam hành trình nữa. Bởi vì anh bảo là cái cam hành trình 360 nó không xem được to toàn bộ màn hình. Nói chung là muốn xem to vào máy tính thôi. Đấy nên là cẩn thận thì làm thêm cái nữa. Và đây là camera hai bên gương này. Đó. Trên chiếc xe Xpander thì một số cái món đồ như vậy thôi thì nó cũng rất là ok rồi. Đây là camera bên phụ. Và mình sẽ đây quay cho anh em là cái camera hành trình thì lắp loại nào. Đây là cái phiên bản này là cái phiên bản VK6. Nó rất là nhỏ gọn, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Đó. Đây, quay lên đây này. Đấy, rất là gọn gà. Cực kỳ gọn gà luôn. Ví dụ nhìn ở vị trí đằng sau thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được. Chúng ta có thể chỉnh lên xuống được cái camera. Và toàn bộ quá trình thì anh em sẽ sử dụng bằng app trên điện thoại. Cho anh mượn. Đây là cái app điện thoại này anh em này. Đó. Chúng ta sẽ thực hiện xem lại các video bằng cách là bấm vào file này. Đó là những cái file mà khi mà nó ghi âm, nó quay lại thì nó nằm trong này hết. Và góc phần này cũng 170 độ nó cũng rất là rộng. Khi mà lắp thì được tặng kèm cái thẻ nhớ là 32GB. Đó. Quá trình cài đặt thì toàn bộ là cài đặt bằng tiếng Việt ở trong này hết. Đấy, chúng ta cài đặt này, toàn bộ là Việt hóa tiếng Việt luôn. Đó, ở đây chúng ta cần kết nối wifi này. Đấy, khi mà kết nối rồi em bấm một cái đặt hộ anh. Đó. Thì anh em có thể cài đặt ví dụ như là thời lượng video này 1 phút, 3 phút, 5 phút. Đấy, xem lại rất là dễ dàng. Rồi thì giám sát độ xe con này rất hay nhá. Ví dụ như là mà một cái đặc điểm của camera hành trình mà cái phiên bản mà 2020 đấy là sử dụng camera hành trình là không sử dụng pin. Có nghĩa là thường ấy là camera hành trình nó nằm ở cái vị trí kính này nó rất nóng. Thậm chí là camera Xiaomi ấy nó cũng bị cái lỗi này, đấy là khi mà nóng như vậy ấy, thì cái pin nó bị phồng và nó có thể là nổ hoặc là nó có thể bị hỏng pin. Mà mỗi lần mà bị hỏng pin ấy thì anh em chúng ta sẽ bị kiểu thời gian nó bị quay về mặc định. Đấy, do vậy là cái camera hành trình thời điểm mà 2020 ấy, nó ra ấy, thì 100% sẽ sử dụng pin của xe. Thì cái ưu điểm của cái bình của xe ấy, thì nó sẽ giám sát trong xe. Có nghĩa là chỉ cần có cái hành động nào ở bên trước mặt mình là camera tự động ghi. Đấy, và không bao giờ bị lo hết pin cả. Còn nếu như mà sử dụng cái camera hành trình trước đây mà sử dụng cái pin của nguyên bản ấy thì nó rất là nhỏ và dùng xong một thời gian nó chai pin ấy thì ví dụ như là cam chỉ bật lên khoảng vài lần thôi là nó bị hết sạch pin luôn. Nhưng mà nếu mà bình của xe thì nó sẽ không bị hết. Và một cái lo lắng đây là khi mà bình không cần lo lắng, đấy là khi mà bình của xe bị yếu hơn 11,8V
thì cái camera này nó cũng không tự động mà bật lên nữa. Thì đấy là cái tính năng rất hay của cái camera hành trình mà cái phiên bản mới ấy. Nó không có pin thì nó lấy bình của xe và nó không bị ảnh hưởng gì khi mà bình của xe bị yếu quá. Đây, cho mình mượn cài đặt. Rồi mình sẽ chỉ cho anh em là nó không sử dụng pin thì nó hay như thế nào. Đây, chúng ta vào cài đặt anh em này. Ở đây nó sẽ có một cái cài đặt, ví dụ như này. Đấy, khi mà thấp dưới 11,8V thì là không, ví dụ mình để cái chế độ này thấp nhất này. Đây, đó, thì là chúng ta sẽ không, cái camera hành trình nó sẽ không bật lên nữa. Đấy, rồi thì ở đây cũng có ghi âm này, âm lượng loa này, tùy vào anh em có thích ghi âm tiếng ở trong xe hay là không. Đó, rồi những cái cài đặt ví dụ như là ghi hình ở tốc độ cao này. Cái cam này được sử dụng cái len là H6264 thì rất là nét. Rồi ok, mình sẽ quay đến cái hệ thống nữa cho anh em. À, cho anh nhờ một chút. Ok, đây là trước màn hình này cho Xpander thì nó, anh em có thể chọn 10 inch này, nó rất là to đẹp. Đấy, và đặc biệt là khi mà nó nhô lên này anh em này. Đấy, nó nhô lên rất là đẹp luôn. Đấy, cũng như vậy thôi, chúng ta sẽ gạt xi nhan phải này, đấy, rất là rộng để mà anh em có thể lái xe được an toàn này. Đấy, chúng ta có thể xi nhan trái này. Đó, đây là có điện thoại qua Bluetooth thì nó cũng hiện lên đây luôn. Anh em vừa tắt rồi. Và đặc biệt là có cái app này, đó, để chúng ta có thể chạm bên trái, bên phải, bên trước, đằng sau. Rất là đơn giản và rất là sắc nét. Thật sự là thời đại công nghệ rồi. 4 cái camera hành trình và cũng như là 4 cái camera để hỗ trợ lái xe an toàn thì anh em sẽ tích hợp trong chiếc đầu DVD này. Đây, chúng ta có thể thực hiện ra lệnh ống nói này. Tùy vào tốc độ mạng nữa. Ở đây thì chúng ta có thể dùng những cái ví dụ như là Google Map này, YouTube này, radio này, cảm biến áp suất lốp này. Trên chiếc xe này chưa có rồi. Chiếc xe này đã lắp cảm biến áp suất lốp anh em. Thì đây là những cái biểu đồ để chúng ta biết được là lốp bên trái bên phải bao nhiêu cân, nhiệt độ tăng lên hay là giảm xuống. Đó. Ok, nói chung là quay lại một chút đấy cho anh em về cái một số những cái sản phẩm công nghệ. Đặc biệt là trên chiếc xe này thì anh em nên độ thêm đuôi đèn nữa. Và nếu như anh em có nhu cầu về camera hành trình mà nhỏ gọn, thông minh, quay nét, bảo hành 2 năm thì có thể chọn cái dòng VF6 này. Đấy, rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.